Cô xin chào các em. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ôn tập tiếng Anh lớp 12 do Sở Giáo dục đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định thực hiện. Buổi học trước, cô trò chúng ta đã cùng nhau phân tích và làm đề tham khảo của Bộ Giáo dục đào tạo từ câu 1 đến câu 29. Buổi học ngày hôm nay của chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, cô sẽ cùng các em phân tích và hướng dẫn cách làm đề tham khảo. Phần thứ hai, ở trên cơ sở đó thì cô trò chúng ta cùng nhau phân tích cấu trúc của đề tham khảo và phần thứ ba hướng dẫn các em học tập tại nhà. Chúng ta cùng nhau đi vào phần thứ nhất, bài đọc hiểu số 1. Đây là chủ đề mà các em đã được học ở trong chương trình. Bài đọc gồm có 3 đoạn văn. Và các em biết là cô đã có một chuyên đề và chia sẻ với các em về phương pháp làm bài tập đọc hiểu và các câu hỏi đọc hiểu xoay quanh những câu tìm thông tin chi tiết được nhắc đến trong bài, tìm thông tin chi tiết không được đề cập tới trong bài, câu hỏi quy chiếu câu hỏi về từ vựng và câu hỏi về tìm ý chính của đoạn văn, câu hỏi suy luận. Và ở trong bài này gồm có 5 câu hỏi. Chúng ta đi vào câu hỏi đầu tiên, question number 13. Which best serve as the title for the passage? Đối với câu hỏi về tiêu đề của đoạn văn, đây là câu hỏi tìm ý chính của đoạn. Và khi tìm ý chính của đoạn thì chúng ta sẽ đọc những câu ở đầu dòng của mỗi đoạn. Chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra ở đoạn văn thứ nhất khi nói về bố mẹ phàn nàn về việc là khó sống cùng với con cái khi đến tuổi trưởng thành và vấn đề mà các em gặp phải đó là vấn đề về không gọn gàng rồi việc làm việc nhà household chores ở đoạn thứ hai cuộc khảo sát cho rằng là các bậc phụ huynh có những cái tiếp cận khác nhau đối với vấn đề này vậy vấn đề này đó chính là vấn đề được đề cập ở đoạn 1. chúng ta sẽ có câu lựa chọn cho đáp án này đó chính là đáp án a teen issues các vấn đề của các bạn thanh niên Question number 13. Đây là một câu hỏi về từ vựng ở đoạn thứ nhất. Khi nói về uh, cái vấn đề của con cái, khi mà bố mẹ thấy những cái việc con cái vứt quần áo bừa bãi rồi phòng không gọn gàng thì cái tâm trạng của bố mẹ lúc đấy là gì ạ? Như vậy ở đây chúng ta thấy là có từ go mad sẽ gần nghĩa với từ become angry, bố mẹ sẽ cảm thấy rất là tức giận. Now we move on question number 32. Ở đây là câu hỏi đi tìm thông tin chi tiết không được đề cập tới trong đoạn văn which is not mentioned in the paragraph one as a cause of arguments between teenagers and parents không phải là nguyên nhân tranh cãi giữa bố mẹ và con cái chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ở đoạn văn thứ nhất childrens refusal to have with the housework như vậy chúng ta sẽ loại trừ đi được câu c vì câu c xuất hiện ở trong đoạn văn Dropping the towel in the bathroom Vậy chúng ta sẽ loại bỏ đi được ở câu D Not clean up the room Và đáp án chúng ta lựa chọn ở đây Chính là đáp án A Bởi vì phương án B, C và D đều xuất hiện ở trong đoạn thứ nhất The next one, number 33 Đây là câu hỏi đi tìm thông tin chi tiết được đề cập tới trong bài Ở đoạn thứ hai. Parents have a better chance of changing their children's behavior by bố mẹ có cơ hội tốt hơn để thay đổi hành vi của con cái bằng cách thức chúng ta thấy ở đoạn thứ hai khi nói về cuộc khảo sát của trường đại học jocks thì cho rằng those who let teenagers experience the consequences of their actions are more successful và chúng ta sẽ có đáp án lựa chọn đó chính là đáp án D. Bố mẹ hãy để cho con cái được trải nghiệm với những cái kết quả những hậu quả do hành động của chúng nó mang lại. Question number 34, đây là câu hỏi quy chiếu ở đoạn thứ 3. Từ đây ở đây là một đại từ ở số nhiều, như vậy nó sẽ thay thế cho danh từ số nhiều. Chúng ta thấy câu ngay phía trước đó có từ parents và có từ teens Teens ở đây là tân ngữ của câu phía trên Như vậy chúng ta sẽ loại bỏ đi ở câu B Vì dây ở đây đóng chức năng làm chủ ngữ Vậy thì đáp án chúng ta lựa chọn ở câu này đó chính là câu A. Parents Chúng ta chuyển sang ở bài đọc hiểu thứ hai Đây cũng là cái chủ đề mà chúng ta đã được học ở trong chương trình Bài văn này gồm có 4 đoạn văn We move on question number 35 ở đây chúng ta lại thấy câu hỏi về tiêu đề của đoạn văn. Câu hỏi tiêu đề chính là câu hỏi đi tìm ý chính, ý khái quát nhất của bài. Chúng ta thấy ở ngay đoạn đầu tiên, trường đại học Oxford đã đưa ra một mẫu câu hỏi phỏng vấn nhằm giúp cho học sinh muốn học ở trường đại học có chất lượng cao này. Vậy thì đáp án mà chúng ta lựa chọn ở đây chính là đáp án C, Oxford University Interview Question. Would you pass the test? The next question, chúng ta thấy câu hỏi này, đây chính là câu hỏi quy chiếu, đại từ dâm. Ở đoạn thứ nhất thì chúng ta thấy từ dâm ở đây là thay thế cho thanh từ ở số nhiều. Và câu mà liền trước ngay câu này có từ perspective of science students. Vậy đáp án chúng ta lựa chọn chính là đáp án A. The next one, question number 37. Câu hỏi, tại sao? Trường Đại học Oxford lại xuất bản một mẫu câu hỏi phỏng vấn và đưa ra những lời khuyên có liên quan. Các em thấy là ở đáp án A, chúng ta để ý có từ prepare students for unfamiliar questions là chuẩn bị cho các bạn học sinh những câu hỏi không quen thuộc ở trong phỏng vấn xin việc. Ở câu B, familiarize potential applicants tức là làm cho các ứng cử viên có triển vọng quen với quá trình phỏng vấn. Và câu C, Public reaction là kiểm tra cái phản ứng của công chúng đối với cái quá trình phỏng vấn mới này. ở phương án d to reduce confusion là giảm thiểu sự bối rối ở trong các bạn sinh viên hiện nay thì uh, chúng ta thấy ngay đầu đoạn văn thứ hai in effort to make the interview process more transparent transparent ở đây là dễ dàng hơn để trong cái nỗ lực cố gắng để làm cho cái quá trình phỏng vấn này trở nên nó dễ dàng hơn và còn một thông tin nữa đó là trường này cũng biết rất là nhiều những ứng cử viên có triển vọng lo lắng về cái việc là các em sẽ uh, được hỏi những cái câu hỏi mà em không quen hoặc là đến nơi phỏng vấn mà không quen thuộc đó là lý do tại sao mà trường đại học đưa ra một cái bộ câu hỏi mẫu câu hỏi phỏng vấn nhằm các em làm quen và chúng ta có thể lựa chọn được đáp án b familiarize potential applicants with the interview process We move on question number 38. Đây là câu hỏi về từ vựng ở đoạn thứ ba. Chúng ta thấy ở đoạn thứ ba, phỏng vấn nên là cơ hội để các ứng cử viên trình bày về khả năng, cái niềm đam mê trong lĩnh vực mà các em ấy lựa chọn. Bởi vì các em không chỉ về những gì mà các em đã biết. Chúng ta có bốn phương án. Repeating là nhắc lại. Reassessing là đánh giá lại. Releasing là phát hành. Và revising là ôn lại. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ có đáp án lựa chọn đó chính là repeating, nhắc lại những gì mà các em đã biết. Now we move on question number 39. Đây là câu hỏi tìm thông tin chi tiết có trong đoạn văn. Để làm được câu hỏi này thì các em lưu ý chúng ta tìm thông tin ở trong bài có liên quan tới Laura Thunbridge. và câu hỏi liên quan tới ứng cử viên về lĩnh vực âm nhạc. Ở đoạn thứ tư liên quan đến Laura Thunbridge và có những từ như là abstract, discussion. Vậy đáp án lựa chọn ở đây chúng ta đó chính là đáp án B. Set the context for a more abstract discussion on musical related topics. Now we move on question number 40. Đây là câu hỏi về từ vựng. Ở đoạn thứ 5. Ở trong đoạn thứ 5 này chúng ta thấy là ứng cử viên mà khó khăn đầu tiên với bài thi viết một cách thành công sẽ được mời đến phỏng vấn. Vậy thì động từ gần nghĩa với từ clear ở trong đoạn này đó chính là động từ pass, vượt qua khó khăn đầu tiên. Now we move on question number 41. Đây là câu hỏi đi tìm thông tin chi tiết. Tìm một câu đúng trong các phương án. Ở đây chúng ta thấy phương án A và phương án D liên quan tới tiến sĩ Khan. Ở phương án A, tiến sĩ Khan khuyên các ứng cử viên tập trung nhiều để thể hiện những kiến thức hiểu biết chung trong buổi phỏng vấn. Câu B, trường đại học Oxford có kế hoạch đưa ra một mẫu câu hỏi chung cho tất cả các ứng cử viên. Phương án C, trường đại học Oxford chỉ đưa ra mẫu câu hỏi phỏng vấn cho ứng cử viên ngành khoa học trái đất và lĩnh vực âm nhạc. Và phương án D là tiến sĩ Khan hiểu việc các bạn học sinh, các ứng cử viên tham dự phỏng vấn của trường đại học Oxford có thể ảnh hưởng tới các ứng cử viên có triển vọng như thế nào. Chúng ta thấy ở đoạn thứ 5 có thông tin khi tiến sĩ Khan nói We know there are still misunderstandings about the offered interview. Chúng tôi biết là vẫn có những hiểu lầm về phỏng vấn ở trường đại học Oxford. And to allow students to see the reality of the process và họ đưa ra những mẫu câu hỏi phỏng vấn để cho phép các bạn thí sinh hiểu về thực tế của quá trình phỏng vấn vậy đáp án ở đây chúng ta lựa chọn đáp án d now we move on question number 42 which question is history candidate least likely to be asked in the oxford interview đây là một câu hỏi suy luận câu hỏi nào mà ứng cử viên ngành lịch sử ít có khả năng được hỏi khi phỏng vấn ở trường đại học Oxford. Vậy thì chúng ta sẽ tìm những cái thông tin mà không liên quan hoặc ít liên quan nhất tới ứng cử viên lịch sử. Chúng ta thấy ở phương án A, Revolution của cách mạng. Phương án B, Historian. Phương án C, Keyword là Pop Idol. Và phương án D, Person in the Past. Như vậy chúng ta thấy là phương án A, phương án B và phương án D liên quan những thông tin có khả năng liên quan nhiều nhất tới ứng cử viên lịch sử vậy chỉ có phương án c ít liên quan nhất và đáp án của chúng ta lựa chọn đó chính là đáp án c bây giờ chúng ta sẽ đi sang uh, phần tiếp theo đó là kiểm tra về kỹ năng viết bài tập đầu tiên đó là bài tập về phát hiện lỗi sai question number 43 uh, chúng ta thấy bốn phương án phương án d s phương án này đúng ở trường đúng rồi subjects các môn học một trong số những môn học phương án này đúng hết ở đây chúng ta thấy cũng đúng và như các em đã biết là có một số các môn học có tận cùng là s động từ vẫn chia số ít vậy thì phương án không đúng ở đây chính là phương án a sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ và chúng ta sẽ chuyển thành was we move on question number 44 các em nhìn thấy ở đây chúng ta có từ going shopping playing sport and to hang out Đây là một cái cấu trúc song song được nối bởi liên từ N Vậy thì trước N là loại từ gì? Sau N sẽ là loại từ đó Trước N ở đây là playing Và sau N ở đây chúng ta sẽ phải là hanging out Bởi vì với các liên từ N, but, o Thì phải song song về mặt cấu trúc Trước N, but, o là loại từ gì? Thì sau N, but, o là loại từ đó Và đáp án của chúng ta lựa chọn ở đây chính là đáp án C, to hang out Và chúng ta sửa lại đáp án đúng sẽ phải là hanging out Now we move on question number 45. À, chúng ta thấy phương án đầu tiên, until the next day, chỉ về thời gian, cũng từ chỉ về thời gian, đúng. út về mặt ngữ pháp, đúng. Uh, not to crow với cấu trúc là it was cộng tính từ of summary to verb hoặc not to verb, đúng. Vậy phương án mà chúng ta lựa chọn ở đây đó chính là đáp án A. À, đây là một từ dễ nhầm lẫn và đáp án đúng của từ câu này phải là inconsiderate không chú đáo. Chúng ta chuyển sang phần kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng tìm câu gần nghĩa với câu đã, đã cho. Now we move on to question number 46. ở câu này là câu kiểm tra về hình thức so sánh hơn. Và như các em biết là so sánh hơn thường được viết lại bằng so sánh không găng bằng hoặc so sánh kém hơn. Câu c so sánh kém hơn nhưng nghĩa của câu này thì ngược nghĩa với câu câu A và câu D tương tự như vậy cũng ngược nghĩa với câu gốc. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở đây chính là đáp án B. Question number 47. Câu số 47 là một câu trực tiếp. Các em thấy có cụm từ the better. Đây là viết tắt của từ have better. Là khuyên là nên. Vậy chúng ta sẽ tìm một động từ trần thuật để thể hiện lời khuyên. Và ở đây chúng ta nhìn nhanh thấy có câu C. Có từ advised thể hiện lời khuyên. Vậy đáp án lựa chọn của chúng ta chính là đáp án C. Question number 48. Ở câu gốc các em lưu ý cụm từ are not allowed to. Be not allowed to. Verb. Bằng nghĩa với cấu trúc là mustn't verb. Không được phép làm gì. Và cái cấu trúc này các em cũng đã học ở trong chương trình lớp 12. Vậy thì phương án mà chúng ta lựa chọn ở đây chính là phương án C. you mustn't take photos in the museum. Now we move on question number 49. À, Đây là câu hỏi kiểm tra về kỹ năng viết nối hai câu đơn thì một câu. Và chúng ta thấy ở phương án A, B, C và D có các từ if, provided, unless, before là những dấu hiệu nhận ra của câu điều kiện. Câu gốc của chúng ta là ở tình huống ở hiện tại. Vậy thì khi trái với hiện tại chúng ta sẽ sử dụng câu điều kiện không có thật ở hiện tại đó là câu điều kiện loại 2. Câu C là câu điều kiện loại 1, như vậy chúng ta loại bỏ câu C. Phương án A và B trái nghĩa với câu gốc. Vậy thì đáp án chúng ta lựa chọn ở đây chính là đáp án D. Và các em lưu ý là bất for theo sau là một danh từ hoặc một cụm danh từ. Tương đương với nó chính là cấu trúc without cộng danh từ hoặc cụm danh từ. Now we move on to the last question. Question number 50. Ở câu 50, chúng ta thấy có từ handed in. Then we light. organ nộp bài thi rồi. Thì cô ấy mới nhận ra là cô ấy bị quên một câu hỏi. Ở đây chúng ta thấy câu C là một câu điều kiện. Như vậy ở câu này chúng ta loại bỏ. Ở phương án A và phương án D là sai về trật tự hành động mà organ đã làm. Vậy thì phương án đúng của chúng ta ở đây, đó chính là đáp án B. Đáp án B ở đây chính là nối hai câu đơn sử dụng cấu trúc đảo ngữ not until. Trên đây cô đã cùng với các em phân tích và giải đề tham khảo. Ở trên cơ sở đó thì cô sẽ giúp các em phân tích cấu trúc của đề tham khảo và từ đó có những cái định hướng để các em ôn tập tốt hơn, chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai, phân tích cấu trúc của đề tham khảo. Như các em thấy là ở trong đề tham khảo chúng ta có phần ngữ âm. Phần ngữ âm gồm có phát âm và phần trọng âm. Phát âm có hai câu và phần trọng âm có hai câu. Cả hai câu này thì đều ở mức độ dễ. Ở phần ngữ pháp chúng ta có các đơn vị kiến thức sau với câu hỏi đuôi dạng của động từ tu vớp. Câu đề kể lại hai thì động từ, liên từ, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, cụm giới từ, mệnh đề quan hệ rút gọn. Và các em thấy là tổng cộng phần ngữ pháp của chúng ta có tổng cộng là 8 câu với 5 câu ở mức độ dễ, 2 câu ở mức độ trung bình và 1 câu ở mức độ khó. Phần từ vựng của chúng ta có tổng cộng là 10 câu. Kiểm tra về các đơn vị kiến thức, về dạng thức của từ, cụm động từ, cụm từ cố định, nghĩa của từ trong ngữ cảnh, thành ngữ, từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Đối với bài tập từ vựng ở đây thì chúng ta thấy có một câu dễ, 6 câu ở mức độ trung bình, và chỉ có 3 câu ở mức độ khó. Đối với cấu trúc giao tiếp, chúng ta có hai câu cấu trúc giao tiếp đáp lại trong tình huống là khen ngợi và đáp lại trong tình huống khi mà chúng ta bày tỏ về quan điểm. Một câu ở mức độ dễ và một câu ở mức độ trung bình. Nội dung tiếp theo, kiểm tra về kỹ năng đọc, hiểu. Đọc hiểu điền khuyết, chủ đề ở đây là chủ đề về môi trường với 172 từ. Đơn vị kiến thức kiểm tra gồm kiểm tra về cấu trúc ngữ pháp, kiểm tra nghĩa của từ trong ngữ cảnh, kiểm tra về từ liên kết và cụm từ cố định. Và các em thấy là ở bài tập đọc hiểu này gồm có 5 câu thì một câu ở mức độ dễ, ba câu ở mức độ trung bình và một câu ở mức độ khó. Khi kiểm tra về nghĩa của từ trong ngữ cảnh. Ở bài đọc hiểu thứ nhất là bài đọc hiểu chọn câu trả lời đúng. Có 5 câu hỏi. Đơn vị kiến thức kiểm tra là hiểu ý chính của văn bản, đoán nghĩa của từ thông qua ngữ cảnh, lấy thông tin cụ thể và tham chiếu. À, có một câu ở mức độ dễ, ba câu ở mức độ trung bình và chỉ có một câu là hiểu ý chính của văn bản là câu ở mức độ khó. Với bài đọc hiểu thứ hai chủ đề về education gồm các các đơn vị kiến thức là hiểu ý chính của văn bản, câu hỏi tham chiếu, câu hỏi lấy thông tin cụ thể, câu hỏi đoán nghĩa của từ thông qua ngữ cảnh và câu hỏi suy luận. Có tổng cộng là 8 câu và các em thấy là có một câu ở mức độ dễ. 3 câu ở mức độ trung bình và 4 câu ở mức độ khó. Như vậy, đối với bài đọc hiểu thứ hai này thì 50% là ở mức độ cơ bản và 50% ở mức độ nâng cao. Đối với phần kỹ năng viết, dạng bài thứ nhất đó là bài phát hiện lỗi sai. Cùng có 3 câu. Thứ nhất, kiểm tra về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Thứ hai là cấu trúc song song. và Thứ ba là từ dễ gây nhầm lẫn. Thì có một câu ở mức độ dễ, một câu ở mức độ trung bình và một câu ở mức độ khó. Có mức độ khó ở đây chính là kiểm tra những từ hay nhầm lẫn. ở lại bài tập thứ hai là chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn. có ba câu, câu về so sánh, câu trực tiếp chuyển sang gián tiếp, câu về động từ khuyết thiếu modal verb. ba câu ở đây thì một câu ở mức độ dễ, một câu mức trung bình và một câu kiểm tra về động từ khuyết thiếu ở đây đó chính là ở mức độ khó. dạng bài kiểm tra kỹ năng viết nối hai câu đơn thành một câu phức gồm có hai câu trường hợp thứ nhất là nối hai câu sử dụng câu điều kiện dạng đặc biệt và câu thứ hai đó là nối hai câu dùng cấu trúc đảo ngữ và cả hai câu này đều ở mức độ khó như vậy các em thấy rằng đề tham khảo năm nay của bộ so với những năm trước đã có sự giảm đi rất nhiều về mức độ số lượng các câu hỏi ở mức độ dễ và trung bình tức là mức độ cơ bản thì khá cao đặc biệt là những câu về hiện tượng ngữ pháp. Từ phần phân tích cấu trúc đề tham khảo của Bộ Giáo dục đào tạo năm 2020 thì cô gợi ý ma trận của đề tham khảo năm 2020 như sau. Phần ngữ âm chúng ta có phần phát âm và phần trọng âm tổng là 4 điểm với mức độ cơ bản. Phần ngữ pháp 8 câu ở mức độ cơ bản. Phần từ vựng có 10 câu thì 7 câu ở mức độ cơ bản và 3 câu ở mức độ nâng cao. Phần cấu trúc giao tiếp có 2 câu ở mức độ cơ bản. Kỹ năng đọc hiểu có 18 câu thì trong đó có 11 câu ở mức độ cơ bản và 7 câu ở mức độ nâng cao. Phần kỹ năng viết phát hiện lỗi sai 3 câu, 2 câu ở mức độ cơ bản và 1 câu ở mức độ nâng cao. Tìm câu gần nghĩa có 3 câu, 2 câu mức độ cơ bản và 1 câu nâng cao. Và kết hợp câu có 2 câu và cả 2 câu này ở mức độ nâng cao. Như vậy tổng của chúng ta có 50 câu. Trong đó có 35 câu ở mức độ cơ bản Câu gọi là dễ và trung bình Chiếm 70% Và những câu nâng cao Tức là những câu khó Ở mức độ vận dụng thấp và vận dụng cao Chúng ta có 15 câu chiếm 30% Và các em thấy rằng Những câu ở mức độ nâng cao Thì chủ yếu tập trung nhiều Vào những câu về từ vựng Và những câu đọc hiểu Đặc biệt là câu hỏi đọc hiểu tìm ý chính của đoạn văn Và câu hỏi suy luận Để giúp các em có thể dễ dàng hơn trong quá trình ôn tập, ôn thi Trung học phổ thông quốc gia. Thì cô có một số những hướng dẫn như sau. Đối với những em mà ở mức độ trung bình và mục tiêu của các em là 5 điểm, thì các em tập trung những câu ở mức độ cơ bản, cụ thể như là phát âm đuôi, đuôi S và ES, các nguyên âm, trọng âm của từ có hai âm tiết và từ có ba âm tiết, phần ngữ pháp, câu hỏi đuôi dạng cơ bản, dạng của động từ, tu vớp, thì của động từ câu điều kiện cơ bản liên từ câu so sánh so sánh hơn kém so sánh ngang bằng về từ vựng à, từ loại à, chức năng giao tiếp cơ bản đọc hiểu điền khuyết đối với đại từ quan hệ các từ liên kết cơ bản bài đọc hiểu 1 với câu hỏi quy chiếu câu hỏi từ vựng đơn giản và câu hỏi thông tin chi tiết được nhắc đến trong bài đối với những em ở mức độ trung bình khá và khá thì mục tiêu của các em là 6-7 điểm thì các em cần tập trung hơn cho cô và những hiện tượng sau thứ nhất phần ngữ pháp đó là mệnh đề quan hệ rút gọn sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ câu gián tiếp cấu trúc song song động từ khuyết thiếu từ vựng và một số cụm từ thường gặp từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa chức năng giao tiếp đặc biệt là phần bày tỏ ý kiến đồng tình và phản đối và bài đọc hiểu với các câu hỏi quy chiếu, câu hỏi về từ vựng và câu hỏi về thông tin chi tiết được nhắc đến trong bài. Đối với đối tượng thứ ba là đối với những học sinh mà ở uh, trình độ các em là khá giỏi và mục tiêu của các em là từ điểm 8 trở lên thì các em cần tập trung những câu hỏi nâng cao, những câu hỏi cơ bản là các em đã nắm chắc rồi thì các em cần tập trung hơn cho cô vào những câu hỏi nâng cao. Cụ thể là những câu hỏi từ vựng, uh, từ vựng theo chủ đề, từ vựng theo ngữ cảnh, cụm từ cố định, thành ngữ, cụm giới từ, từ hay nhầm lẫn. Về ngữ pháp là sự phối hợp thì trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian các biến thể của câu điều kiện if hiện tượng đảo ngữ và đọc hiểu thì đọc hiểu ý chính của đoạn văn và câu hỏi suy luận vì câu hỏi ý chính của đoạn văn và câu hỏi suy luận là hai câu ở mức độ khó mức độ nâng cao ở trên đây cô đã cùng các em phân tích cấu trúc để tham khảo bộ giáo dục đào tạo và cô đưa ra cái gợi ý của mình về ma trận của đề tham khảo để các em tự tin hơn à, trong quá trình ôn thi trung học phổ thông quốc gia thì các em có thể tải bài tập ở, ở đường link tải xuống một số các bài tập theo cấp độ từ mức độ dễ, trung bình, mức độ nâng cao mà cô đã biên soạn theo đường link namdinh edu vn dạy học trực tuyến. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hy vọng với những phần cô chia sẻ với các em, các em sẽ có những hành trang để chinh phục kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Chúc các em thành công.